Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một thức uống ngon và giải khát trong mùa nắng nóng ha. Đây là món trà sữa Thái xanh. Để làm được những ly trà sữa ngon và một màu xanh đẹp như thế này thì cách làm cũng rất là đơn giản. Chỉ cần mình bỏ ra một chút xíu thời gian thôi là có những cái ly trà sữa Thái xanh mát lạnh như thế này cho các con và gia đình mình thưởng thức rồi. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình nha. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn nguyên liệu như thế này ha. Mình sử dụng là một hộp sữa ông Thọ, thì cái phần này mình chỉ sử dụng nửa hộp thôi các bạn. Một bịch sữa tươi không đường và một bịch trà Thái xanh đó các bạn. Cái này á, khi mình nấu lên nó rất là thơm luôn và một màu xanh nó cũng đẹp nữa. Rồi bên đây mình có thêm là 100 g sữa kem béo đó các bạn. Mình sử dụng loại này nha. Cái này cũng rất là dễ mua, nó rất là béo luôn các bạn. Bên đây thì mình có sử dụng thêm là 10 g bột rau câu. Phần bột rau câu này các bạn có thể sử dụng bột rau câu giòn hay là bột rau câu dẻo tùy theo ý thích của mình nha. Rồi bên đây mình có thêm là 150 g đường. Mình bắc một cái nồi lên bếp và sau đó mình cho vào là 1 lít nước nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là 30 g trà đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nấu sôi lên nha. Nó chưa sôi thôi các bạn, nhưng mà các bạn xem cái màu nè, nó thành một cái màu xanh và rất là thơm luôn. Sau khi mà mình nấu sôi được 2 phút mà các bạn, thì sau 2 phút mình sẽ tắt bếp nha. Mình sử dụng một cái tô bự như thế này và một cái rây để mà mình lược cái phần xác trà ra nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ được một cái tô nước và một cái màu xanh rất là đẹp như thế này. Các bạn thấy nó cái màu nó vậy thôi nhưng mà nó không có đắng đâu các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chia ra làm hai nha. Mình cho vào cái ca này là 300 ml nha các bạn. Bên đây thì mình sẽ là pha bột rau câu, cái phần 300 ml này. Mình cho vào là 50 g đường và cái phần bột rau câu mình cho vào luôn, sau đó mình trộn đều lên. Như vậy thì rau câu của mình á ngâm không bị vón cục nha các bạn. Rồi mình cho vào đây. Sau đó thì mình sẽ quậy đều lên cho đường và rau câu được tan. Còn phần trong cái tô này đó các bạn, thì bây giờ đó mình cho vào đây là 100 g đường. Tiếp theo thì mình cho luôn cái phần bột kem béo đó các bạn, mình cho vào mình khuấy đều ra cho nó được tan ra nha. Rồi mình cho luôn cái phần bịch sữa tươi vào cho hết luôn nha các bạn. Phần sữa ông Thọ đó thì mình sẽ sử dụng là nửa hộp nha. Còn các bạn nào không thích ngọt nhiều thì mình có thể sử dụng 100 ml. Ở đây thì mình cho khoảng 150. Rồi mình sẽ quậy đều ra cho nó được tan hết luôn nha các bạn. Sau khi tan rồi á, thì mình sẽ bắt lên bếp để mà mình nấu. Mình nấu cho phần sữa ông Thọ đó các bạn nó được chín á. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy nó hơi sôi lăn tăn như thế này là được rồi. Mình không cần nấu sôi quá nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp. Và mình cho vào một cái tô. Sau khi cho vào cái tô rồi đó, các bạn để vào tủ lạnh nha. Các bạn cho lên ngăn đá cũng được cho nó mau lạnh đó các bạn. Cái này là mình uống lạnh nó mới ngon. Các bạn sẽ thấy nó có những cái hột hột như thế này nè. Cái đó là sáp trà nó nhuyễn quá đó. Rồi tiếp tục thì mình sẽ nấu cái phần nước rau câu này nha các bạn. Mình mở lửa lên mình nấu, rồi sau đó mình lấy cái giá đó, mình quậy như thế này nè.
để cho cái phần rau câu nó không có bị dính đáy đó các bạn. Sau khi mà nó sôi lên rồi đó thì mình nấu khoảng 1 phút là mình tắt bếp được rồi. Một cái mùi nó rất là thơm luôn các bạn. Đây, sau khi 1 phút nè, các bạn thấy có những cái phần bọt á thì mình vớt bọt bỏ nha. Rau câu của mình thì bây giờ các bạn sẽ thấy cái nước nó hơi sánh sánh á là được rồi đó các bạn. Mình vớt bọt á thì rau câu mình khi làm xong nó sẽ được trong và ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ phần rau câu vào một cái khuôn. Ở trên cái lớp mặt các bạn sẽ thấy có những cái bọt như thế này thì mình vớt ra đi. Để khi mà nó đông lại đó thì nó sẽ có những cái lỗ lỗ trên mặt đó các bạn, không được đẹp nha. Bây giờ thì mình sẽ để cho nó thật là nguội hoặc là các bạn có thể cho vào tủ lạnh. Đây là cái phần sữa sau khi mình để vào ngăn đá đó các bạn, khoảng 3 tiếng á, nó rất là lạnh luôn. Còn cái phần rau câu này á, thì nó đã đông rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lấy ra mình cắt nha. Mình dùng một cái mũi dao á, mình để vào bên hông thì nó sẽ dễ ra hơn các bạn. Đây, rất là dễ luôn. Cái khuôn này của mình nó cũng chống dính nên đó các bạn á, để ra nó rớt ra luôn rồi nè. Ở trên lớp mặt này nó cũng có một ít sáp trà nữa nè. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần rau câu này ra ha. Nhìn rất là đẹp mắt luôn ha các bạn. Cái này mình cắt ra miếng nhỏ 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 đó các bạn, tùy ý thích của mình nha. Đây các bạn xem miếng rau câu của mình nó sẽ trong như thế này nè. Rồi bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra. Mình lấy con dao nó có gợn sóng đó các bạn, mình cắt cho nó đẹp. Còn nếu các bạn không có thì thôi nha. Mình cũng thích màu mè lắm các bạn. Cắt xong rồi thì mình cũng cho lại cái hộp mà hồi nãy mình đựng đó. Rồi ở đây mình chuẩn bị là ba cái ly như thế này, rồi mình cho cái phần rau câu vào nha. Một màu xanh rất là đẹp luôn ha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần sữa vào luôn nha. Cái này nó rất là lạnh luôn các bạn, cho nên là mình không có cần bỏ thêm đá. Còn nếu các bạn nào thích thích đá đó, mình có thể bỏ thêm cũng được nữa nha. Rồi, như vậy là đã xong cái món trà sữa Thái xanh của mình rồi đó các bạn. Chỉ cần một chút xíu thời gian thôi là mình đã có những cái ly trà sữa Thái xanh mát lạnh như thế này rồi. Rất là ngon và thơm nữa các bạn. Nước sữa của mình thì rất là kẹo luôn và thơm ngon nữa. Rau câu thì ăn rất là giòn, kèm với lại nó lạnh lạnh đó các bạn, ăn vô cùng ngon luôn. Video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt mọi người.